Xin chào quý khán giả trên đài Việt Mỹ Television. Tôi là Joe Đỗ Vinh với chương trình What's Going On và có anh Nguyễn Tấn Duy hôm nay với chúng ta. Xin chào anh Duy. Xin chào tiến sĩ Joseph Đỗ Vinh và Nguyễn Tấn Duy. Xin chào khán giả của đài Việt Mỹ TV. Đã 3 tuần rồi. Yeah, 3 tuần chúng ta mới trở lại. Take a break trong thời gian là đang xây dựng cái tòa soạn mới cho Việt Mỹ Television, cũng như anh em chúng tôi cũng có nhiều công việc cuối năm, sắp sửa là chúng ta thấy hết 2016 rồi. Đúng. Đã đi vào cái mùa lễ holiday chính thức bắt đầu trong 1-2 tuần nữa với Halloween, rồi sau đó là Thanksgiving và Christmas, rồi tới New Year. Thì quý vị thấy cái vòng tròn của thời gian chạy rất nhanh. Và trước tiên hôm nay chúng ta muốn đề cập tới một số vấn đề liên quan tới thời tiết. Không biết anh Ri có theo dõi rằng những cái sự kiện về bão lụt cũng như là hurricane, những cái động đất, những vấn đề liên quan tới global warming mà chúng ta thấy có liên hệ tới những cái sự việc ở không những chỉ trong ở trái đất mà còn ở các nơi trên vũ trụ, và nhất là liên quan tới mặt trời, những cái solar flare làm tạo ra những cái space weather, như là Tổng thống Obama với ký một cái executive order để mà phòng ngừa cũng như là đối phó với những space weather, những cái khí hậu thay đổi từ không gian bởi vì solar flare hay những radiation từ mặt trời. Thì anh Duy thấy cái này có đáng ngại, có tạo ra những cái biến động trên quả địa cầu, như là địa cầu bị hâm nóng lên và trong đó có những vấn đề liên quan tới đời sống và sinh hoạt của xã hội. Khán giả, cái địa cầu của chúng ta, nhất là cái nói về trái đất của chúng ta và nói về cái địa cầu cũng như là Milky Way Galaxy, nếu mà theo cái tuổi tác ở trái đất của chúng ta, Earth đã ra đời 4 tỷ năm trước, và từ khi mà trái đất này sinh ra đến bây giờ, thời tiết là một cái chuyện bất thường nhất. Nó thay đổi thường xuyên, tại vì một thời gian núi lửa rất là nhiều thì gây ra một cái không khí rất là không có tốt cho trái đất, mà sau đó có cây cối nước thì không khí nó điều hòa chút xíu. Thì chúng ta chỉ hiện giờ chúng ta chỉ trong cái một cái thời gian mà từ khi cái chết của Mỹ gọi là dinosaurs đến bây giờ, thời tiết nó rất là yên tĩnh, nên mà bây giờ chúng ta đang vô cái thời gian mà cái thời tiết nó có thể bất thường chút xíu, mà thiệt ra ảnh hưởng về loài người của chúng ta thì cũng có chút xíu ảnh hưởng, nhưng mà nói về mà loài người là người phá môi trường của trái đất này thì cái đó là rất là sai, nhất là những người bên bên left với lại Tổng thống Obama, tại vì cái này họ làm như vậy, họ chỉ muốn lợi dụng cái tình lợi dụng và làm những người dân trong trên nước Mỹ và trên thế giới sợ hãi, tại vì họ nói này nọ nên họ được một cách để họ làm tiền thôi. Mà nói về thời tiết á, thì có mùa bão nó lớn, có mùa nó không có bão, thì cái đó là cái đó là bất thường của thời tiết, không có ai có thể mà biết ra thời tiết ngày mai ra sao hết. Nên nói về Tổng thống Obama nói và tại vì loài người chúng ta là phá hư môi trường thì cái đó rất là sai lầm, tại vì những nhà khoa học không có ai đồng ý. Nếu mà chúng ta gom 100 người khoa học về thời tiết, về lịch sử về của trái đất này, không có một người nào đồng ý với nhau tại sao cái thời tiết nó thay đổi. Cái là cũng như là cái đời người thôi, mình sinh ra, lớn lên, bệnh, già, chết, thì trái đất cũng như vậy, không có khác biệt gì hết. Thời tiết có khi tốt có khi xấu thì cái đó cái theo cái tự nhiên của nature thôi, chứ không có khác gì hết. Mà theo Tổng thống Obama, cái nguy hiểm nhất cho nước Mỹ chúng ta hiện giờ không phải là khủng bố, không phải là kinh tế sụp xỉu, hay là không phải về hối lộ của vữa đảng và những người trong chính quyền, mà cái môi trường của chúng ta, global warming. Cái đó là rất là mắc cười, tại vì ổng lúc nào từ khi lên làm Tổng thống lúc nào cũng lợi dụng cái này để hù dọa người Mỹ chúng ta, để sao để cho những cái công ty mà cho tiền Tổng thống Obama lúc ra ứng cử và cho đảng Dân Chủ để họ tiếp tục cho tiền, và họ sẽ tiếp tục
đánh thuế người dân lao động rất là cao để lấy cái số tiền thuế đó để cho những công ty này tiếp tục làm ăn, lợi dụng quyền lợi để tiếp tục bóc lột người dân. Và đảng Dân Chủ là những cái đảng đã giúp họ, những người này cũng như là Cilantro lấy 500 triệu để làm solar, mà cuối cùng những người giám đốc ai cũng được trả ít nhất là 500 triệu, 500 ngàn đến 1 triệu mỗi năm. Mà cuối cùng hãng đó khai phá sản. Mà sau khai phá sản rồi, cái hãng chính phủ Mỹ, nhất là Tổng thống Obama, tiếp tục cho tiền họ để trả nợ, những nợ họ đã mượn. Thì cái đó một cách họ để làm tiền và tiếp tục lấy lý do này để đánh thuế vào người lao động và những cái hãng xưởng đã lập ra những công việc làm cho người dân chúng ta. Chúng ta cũng không phủ nhận rằng có những cái thời tiết bất thường cũng như là quả địa cầu có thể đang bị hâm nóng, nhưng mà không nhất thiết là chỉ có yếu tố con người đóng góp, mà đó là một vấn đề chính trị đang được sử dụng có thể để đánh lạc hướng những vấn đề lớn khác. Tuy nhiên cũng có những sự hâm nóng liên quan tới quả địa cầu do cái mặt trời phóng ra những cái radiation, những phóng xạ, những solar flare tạo lên những cái biến động ở bầu khí quyển của địa cầu chúng ta. Thì đó là điều chúng ta nên lưu ý. Và thật tình mà nói thì trong tư cách những người dân thường dân thì chúng ta cũng không có làm cái gì hơn ngoại trừ lên tiếng để bảo vệ môi trường, thì điều đó chúng ta rất là cần thiết phải làm. Riêng về thời sự trong tuần này thì chúng ta thấy ngay hôm nay có những sự tấn công của quân Iraqi đối với ISIS là một hiện tượng khủng bố và một cái thế lực tương đối là nguy hiểm đối với nhiều quốc gia Trung Đông cũng như là sự đe dọa khủng bố trên toàn cầu. Thì cái mầm mống của ISIS đã bắt đầu từ nhiều năm trước, nhưng gần mới nhất đây cái sức mạnh của họ đã trỗi dậy rất nhiều trong 2-3 năm nay. Thì hiện nay họ đang đi vào thoái trào với những sự tấn công của các thế lực liên minh thế giới, đặc biệt là tại Iraq với sự cố vấn và yểm trợ của Hoa Kỳ. Thì quân đội Iraq đang tấn công vào Mosul và có thể sẽ giải phóng Mosul từ tay của các phiến quân khủng bố ISIS trong một vài tuần tới. Anh Duy có theo dõi tình hình và cho biết là diễn tiến trong cái cuộc chiến Mosul như thế nào và quân ISIS đang triệt thoái ra sao, hay là họ sử dụng những human shield, họ sử dụng những cái phương tiện vũ khí hóa chất, chemical weapon, những cái sự phòng chống nào hay sự đánh trả nào của ISIS, và anh đánh giá cái sự thành công của quân Iraq trong thời gian bao lâu, và Hoa Kỳ sẽ có thể dứt điểm được ISIS từ đây cho tới cuối năm hay không? Cảm ơn tiến sĩ. Nói về cái trận chiến ở Mosul thì cái đó rất một cái chuyện buồn cười. Nếu chúng ta theo dõi tin tức trong tháng này, trước 2 tuần quân Iraq và những quân thân với lại Mỹ đã tuyên bố họ sẽ đánh Mosul trong tuần này. Nghĩa là dân khủng bố, quân khủng bố ISIS đã biết quân đội của Iraq và những nước khác sẽ vô đánh họ trong cái tuần này. Thì nếu mà chúng ta nói về chiến tranh hay đánh trận nào cũng vậy, nếu mà chúng ta đã biết cái ngày dự đoạn, cái ngày nào mà những nước khác hay những quân đội khác sẽ đánh chúng ta sẽ kéo hết đi, chỉ để lại một cái quân đội nhỏ để phòng thủ thôi, để đánh trả lại thôi. Còn những cái người quan trọng như là những người lãnh đạo của ISIS không còn ở đó nữa. Thì có một chuyện rất là buồn cười, nhất là cái trận chiến này. Nếu mà muốn đánh ai bất ngờ thì chúng ta đâu có thể tuyên bố là sẽ đánh ra sao hay đánh ngày nào đâu. Nếu mà làm như vậy thì người ta đã bỏ chạy hết rồi. Mà hiện giờ cái trận chiến đó là rất là nguy hiểm cho quân đội Iraq và những đội đồng minh của Iraq và nước Mỹ. Tại vì họ ít có quân nhưng mà họ tiếp tục đánh trả lại, và những cái vũ khí họ có đó là những vũ khí họ đã lấy của quân đội Iraq mấy năm trước, lúc mà ISIS lấy Mosul. Nên cái vũ khí họ không có thua vì của Iraq và đồng minh. Thì cái trận chiến này, nếu mà theo tình báo và theo tin tức của những mainstream media, họ nói là cái trận chiến này đánh rất là ngắn, nhưng mà trận chiến đã xảy ra gần một tuần rồi,
mà họ cũng chưa có kết quả gì hết, thì cái đó là một cái thất bại lớn. Tại vì nếu chúng ta có một quân đội rất là lớn và đồng minh mà đánh không được một cái quân đội rất là nhỏ, nghĩa là lãnh đạo của những của Iraq và của đồng minh của Iraq rất là yếu, và kinh nghiệm họ đánh chặn không có bằng những người ISIS. Và chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm cho cả các quốc gia và các dân trong vùng, và nhất là làn sóng tị nạn như đã là xảy ra ở Syria, hàng triệu người đã phải di tản khỏi những vùng chiến, thì hiện nay cũng có vài trăm ngàn người đã phải bỏ những thành phố từng bị ISIS chiếm đóng như là Derbik, như là Mosul, như là Fallujah và những nơi khác, thì nó tạo ra những làn sóng tị nạn mà chúng ta chưa biết là những người tị nạn đó sẽ cuối cùng đi về đâu, là một vấn đề cho quốc tế. Vấn đề nữa là cuộc chiến này cũng có thể lôi kéo vào những thế lực khác như là Iran, hoặc là kể cả Nga, hay là Saudi Arabia, hay là những quốc gia Trung Đông khác. Thì Hoa Kỳ hiện nay chủ trương không đổ quân, chỉ có vài trăm người cố vấn. Nhưng chúng ta thấy rằng như cuộc chiến ở Việt Nam, những cố vấn đó sẽ trở thành những chiến binh, và những chiến binh đó sẽ từ vài trăm người lên vài chục ngàn người trong một thời gian rất là nhanh, tùy theo cuộc chiến leo thang như thế nào. Đó là tình hình chúng tôi theo dõi và sẽ phúc trình cho quý vị cũng như cho biết những cái phân tích của chúng tôi trong các tuần tới. Về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy tối hôm nay, tức là thứ Tư, sẽ có cuộc tranh luận cuối cùng. Đúng. Giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Thì anh Duy thấy rằng chúng ta sẽ theo dõi và để ý những vấn đề của hai bên sẽ chắc chắn là sẽ tấn công nhau và sẽ ẩu đả, nhưng mà họ sẽ đưa ra những vấn đề lớn nào, vấn đề chính nào để hai bên có thể đưa ra ánh sáng những yếu điểm, ưu khuyết điểm của từng ứng cử viên và cho cử tri đánh giá. Thì xin anh cho biết trước về vấn đề bà Hillary, anh nghĩ bà sẽ tấn công ông Donald Trump những đòn nào? Thì nói về bà Hillary thì chúng ta cũng thấy trong từ khi bầu cử vừa chính giữa ông Donald Trump và bà Hillary, bên đảng Dân Chủ họ lúc nào cũng lợi dụng statistic hay là những cái strategy nói là ông mới đầu là nói ông Donald Trump là một người racist, cái thứ hai là ông chống thuế, cái thứ ba đó là bây giờ ông là một người sexual predator. Thì cái đó là cái trò chơi của đảng Dân Chủ từ khi mà đảng Dân Chủ hiện tại thành lập từ ông Bill Clinton đến bây giờ. Thì đó là những cái strategy họ dùng để đánh đảng Cộng Hòa trong mấy chục năm qua. Thì bà Hillary sẽ dựa vào cái chuyện mà ông, cái lời nói của ông trong cái câu lúc mà nói chuyện với lại một người Billy Bush về phụ nữ, thì bà sẽ tiếp tục đánh về cái vấn đề đó và cái phụ nữ, tại sao một người như vậy nói chuyện về phụ nữ như vậy. Thì đó là Dân Chủ và đó là cái sách vở của bà Hillary sẽ đánh tiếp tục cái đó. Còn nói về ông Donald Trump á, thì nếu mà ông biết không á, đừng có bị bà Hillary bắt bẫy và đưa ông vào một cái sự chửi nhau về những cái chuyện không có liên hệ với cái bầu cử. Nếu mà ông biết chuyện á, thì ông sẽ lợi dụng cái cơ hội này để nói về kinh tế, bảo vệ nước Mỹ và tiếp tục làm lên công việc cho người dân. Đó là những cái chuyện đó là nếu ông Donald Trump tiếp tục dùng những cái strategy này thì người dân Mỹ sẽ ủng hộ nhiều hơn. Mà đừng có lo về những cái chuyện khác, cũng như là nói về cái bà Hoa hậu hay là cái chuyện xảy ra 11 năm trước, hay là những cái cũng như là giữa đàn ông nói chuyện với nhau. Những cái chuyện đó không có quan trọng, và những người như vậy không có thể khả năng làm lãnh đạo, tại vì họ không có quan trọng cái chuyện lớn của quốc gia mà lo những chuyện nhỏ. Có đó là rất là bực bội, tại vì đây là tranh cử cho tổng thống chứ không phải là tranh cử một cái chuyện nhỏ gì hết. À vâng. Chúng tôi đánh giá theo những cái nhận xét của các cơ quan truyền thông lớn thì là cái cuộc tranh cử đầu tiên, tranh luận đầu tiên, xin lỗi, giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thì hình như là bà Hillary làm chủ tình hình và đã thắng thế.
đặc biệt với những cái lời quy chụp về ông Donald Trump mà báo chí đã đăng tải lại nhiều và là làm cho ông sụt điểm đối với các cử tri, thì xem như cái cuộc tranh luận đầu tiên bà Hillary Clinton đã thắng thế. Tuy nhiên trong cái lần tranh cử tranh luận lần thứ nhì thì gần như đa phần các cơ quan truyền thông cho rằng ông Donald Trump đã tiến bộ hơn, đã có những cái lời lẽ chững chạc hơn và đã tấn công ngược lại bà Hillary một cách thành công, xem như ít nhất là thủ hề, nếu không phải nói là ông Donald Trump đã thắng cái cuộc tranh luận lần nhì. Nhưng mà lần nhì đó cũng như anh Duy nói, có nhiều sự bôi bác, sự lời qua tiếng lại rất là tai tiếng và không có đi vào những vấn đề chính sách quốc gia, đối ngoại, quốc nội, những vấn đề lớn mà người dân cần muốn biết, mà hình như là đã trở thành một cái sự tấn công ẩu đả cá nhân đi qua quá trớn. Và sau đó thì tiếp tục trong 3 tuần tiếp theo cái tranh luận lần nhì thì vẫn tiếp tục dư luận lùm xùm về vấn đề hai bên đời tư rất là lem nhem, những lời phát biểu rất là thô bỉ, và vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề đời tư của ông chồng bà Hillary là cựu tổng thống Bill Clinton. Cho nên cuộc tranh luận tối nay lần 3 thì và cũng là lần chót, người dân muốn đón xem thêm những phân tích, những cái quan điểm lập trường của hai bên ứng cử viên, đặc biệt về chính sách đối ngoại đối với Nga, đối với Trung Quốc, đối với Trung Đông như ISIS hiện nay. Thì chúng tôi nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ nêu lên những vấn đề này và cho cử tri biết những ưu khuyết điểm của ông trong những lập trường này. Tuy nhiên họ cũng sẽ có những cuộc tấn công đời tư như là những chuyện thâm cung bí sự của cựu tổng thống Bill Clinton, vẫn là những cái điều mà làm cho nhiều người dân không muốn bỏ phiếu cho bà Hillary, cũng như chuyện đời tư của bà Hillary, đặc biệt đối với những vấn đề email của bà đã tiết lộ ra rằng bà có những cái sự cửa quyền, những vấn đề trao đổi quyền lợi gọi là quid pro quo hay là pay to play đối với cái Clinton Foundation, đối với cá nhân của bà, để mà trao đổi những cái quyền lợi và những cái sự đổi chác mua bán quyền lợi có liên quan tới Under Secretary Patrick Kennedy và một số nhân vật tên tuổi khác, thì chắc chắn là ông Donald Trump sẽ phải khai thác những cái vấn đề này. Và ông cũng đưa ra lập trường của ông là sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua một tu chính án mới để ngăn cấm những lobbyist, những thành phần cựu dân cử, cựu dân biểu, những người nắm chức vụ cao của đất nước không được đi làm việc cho các quốc gia ngoại bang cũng như làm việc cho các thế lực chính trị trao đổi lại những quyền lợi về tài chính hay những quyền lợi khác. Thì đó là quan điểm của ông Donald Trump trong khi này. Nhưng mà có thuyết phục được cử tri để mà tiếp tục ủng hộ ông hay không, hay là ông sẽ sụt giảm sự ủng hộ sau kỳ tranh luận thứ ba này, thì chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình What's Going On với Joe Dovin và anh Nguyễn Tấn Duy. Xin quý vị trở lại sau phần thông tin thương mại.